Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Quang Phạm đến thăm nhà của ông bà Chính bị tai biến nha. À, chào ông bà Chính. Bà Chính đâu? Bà đi bán số hả? Còn có mình ông Chính ở nhà đó hả? À, bà bán số chừng nào về? Xíu về ha. Nực không ông Chính? Ông Chính tắt cái nhớ không? Nhớ hai đứa con không? Con biết nè. Con quen nè. Dạ dạ. Dạ dạ. À, ông Chính lại đây ngồi ông Chính. Bây giờ sáng. Các bạn hủ. Ừ. Các bạn nghe Chính này. Quá à. Bữa bữa nay bả ấy không? Bỏ tại. Bữa nay bả phải không? Phải. À. Tôi bán rồi. Bán hả? Hôm bữa con cho tiền đó rồi tiền nó làm gì rồi? Rồi. À, chị bệnh rồi ha. Dạ. Hôm nay ông đến cho tiền nữa nghe. Dạ. Tôi đi dồn rồi. À, sức dạ. Khỏe ông Chính không gầy sao rồi? 2 triệu đủ. Dạ. 2 triệu đủ mà lên 3 triệu. Ờ, à, mình lên 3 cũng triệu ha. Dạ. Hôm nay ông đến cho 3 triệu nữa được không? Dạ được. Được ha. Cho do dồn hết rồi. Dạ. Rồi mấy nay ông Chính mà ăn cơm rồi được không? Ờ, nó chết à. Ăn hết đi ông Chính. Chưa. Tôi sắp chết không có gài sống. Sao vậy? Thở lên luôn hả? Dạ. Sắp chết rồi hả? Sao không biết? Sao biết thở lên luôn hả? Thở lên luôn hả? Gài xong đi chịu bệnh viện nha. Không có tiền. Dạ? Không có tiền. Không có tiền hả? Dạ. Phải có tiền dùm nó là không tiền. Cái đi. Rồi à, bà Chính đi chừng nào về? Xíu giờ đó giờ. Xíu giờ chế ha. Dạ 2 giờ. Ờ. Mấy giờ bà mới về? 2 giờ hả? 2 giờ. Dạ. Thì con đến đây con cũng có đem một số tiền của Mạnh Thường Quân á. Dạ. Để gửi cho ông bà Chính ha. Dạ. Thì hôm bữa này con cũng có ghi hình lên đó. Tôi cho 2 triệu cho ông ngủ. Tôi làm con đi 4 triệu. Hôm giờ có đi mà ông bà Chính có đi bệnh viện không? Có, anh cho 2 triệu đi rồi. Đi đâu còn liền. Ai chở đi? Xe đầu. Xe đầu chở ha. Dạ, chở đi 100.000. Dạ. Chở lên Xuyên. Chở có đi hoài không? Nếu mà đi ra sau được. Dạ. Thì chiếc mà lên Xuyên liền không được. Dạ. À, con gửi không bà Chính nè. Đây là 2 triệu. Dạ. Yeah. 2 triệu phải không? Dạ. Yeah. 2 triệu này là của Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Đài Loan á. Dạ. Ha. Gửi cho ông bà Chính. Dạ. Yeah. À, ông bà Chính có lời nào cảm ơn mà chị bên Đài Loan dùm con không bà Chính? Cảm ơn. Dạ cảm ơn ha. Cảm ơn. À, đây là còn phần quà này là 1 triệu của chị Trần Thị Tính. Yeah. Cũng ở bên Đài Loan nữa ha. Dạ. Yeah. À, gửi cho ông bà Chính 3 triệu. Dạ cảm ơn. Mời đi đó rồi. Mời đi chị hết trơn hả? Chị hết rồi. Mời đi bệnh viện đó hả? Tại lần này chị hết bệnh. Bà chị không hết. Chưa hết. Dạ. Không có tiền. Không có tiền ha. Sáng giờ ông ăn cơm chưa? Dạ rồi. Mày ăn gì ông Chính? Ăn bánh canh. Ăn bánh canh ha. Cái miệng ông mà bị gì vậy? Bị lở hay gì vậy? Lở hả? Có đau không? Không, tại mới đó là mới sốc nổi rồi. Ờ, rồi ông khỏi đây à. Ông ốm dữ rồi ông Chính. Dạ. Chắc tối ngày ông nằm nhà không chứ ông đâu đi đâu được không Chính? Không, ông lết không à. Đâu đi được đâu. Lết không đi đâu được chứ hả? Ừ, ông lết không. Rồi ở trong phòng này mà ông ở đây là nó nóng không ông Chính? Mất quạt. Ờ, mất quạt ha, tù túng quá ha. Nhỏ xíu. Cái này là cái phòng ông mướn hay là cái nhà của ông Chính? Nhà. Cái lòng cải đó. Chi tảng nó cho. Rồi đó ông cần kẽn á. Nó rách. Rồi hồi mỏng bị bệnh bây giờ là già. Người ta cắt trong. Già rồi. Ừ. Rồi nó ghi là chậm. Ừ. Mà rồi không có chậm. Nó ghi là chậm. Mà nó rồi hồi ấp. Ừ. Mà xong ăn á. Nó ăn chả. Cũng ăn mấy ông lòng này rồi đó. Giờ nó ghi chậm. Ăn cắp vô. Ông bà Chính không có con hả? Không, vợ có thả. Ừ. Thả ra.
Mà sợi là cái đồ quay cái ghi như ghi cái đồ đi đi chơi á. Cửa đồ ngoan cái đó bắt. Bắt tù 6 tháng. Rồi nó không có chậm, mà ngoan chính người họ chậm. Rồi bắt. Đi cái xác quỷ. Ở đây là nấu cơm cho trong kia không ông cái chính? Này nấu này. Chứ ở trong kia sao không nấu? Chưa không được. Chờ. Nó bít bùa hả? Nó không điện. Rồi ở trong trong để con coi cái nhà cái ông chính nè. Ở trong đây có bề bộn với ông chính. Không. Trời ơi. Cái căn phòng của ông chính là ở chỉ có nhiều. Nè. Nó tối hôi luôn nè. Đó. Rồi sao mà mấy cái tủ này mình không có để bên bên đây hay gì ông chính cho nó rộng ra ông chính? Để gì đó hả? Rồi có hai ông bà chính chỉ nằm chỗ này không đó ha? Dạ. Rồi ông bà chính có bà con thân thuộc gì không? Dạ không. Không có bà con thân thuộc gì hết. Chỉ có mà hai vợ chồng sống neo đơn đây ha. Rồi ông chính là đang bị bệnh gì? Tai biến. À tai biến bà chính. Tai biến luôn. À. Hai chồng tai biến hết luôn. Tụi bệnh trước. Còn dạ. Sao? Dạ. Rồi bà chính thì hơi nhẹ, bà còn thể đi 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 bán vé số được ha. Dạ, à, một ngày bà chính bán được bao nhiêu tấm vé số ông chính biết không? 50 tấm ha. Rồi sáng là mấy giờ bà chính đi bà bán rồi? 5 giờ. Rồi bán tới mấy giờ bà chính về? 10 giờ chút bây giờ đấy rồi. Chút về ha. Rồi ai lấy đồ cho ông chính ăn? Đồ mua. Mua ngoài bưng vô. À mua ngoài rồi bà chính bưng vô ha. Không, một lần bưng vô. À ta bưng vô ha. Và bà chính bà đi bán ở đâu rồi? Bán ngoài lô sản á. Hả? Bán ngoài lô sản. Lô tẻ hả? Lô sản nè. Lô xã hả? Lô xã quá rồi. Cũng... bán ngoài lô ngoài này nè. À. Ngoài lô ha. Ừ. Nội dân chỗ cột đèn cái gì? Dạ. Dạ. Một ngày bán được 50 tấm, 50 tấm này là chắc được khoảng 60 ngàn hay không? 50 ngàn. Có 50 ngàn hả? Là 50 ngàn. Bá điện anh nói điện không được. Dạ. Anh chơi số điện thoại điện không được. Dạ, số điện thoại điện không được hả? Không. Dạ. Ông Chính nhận được số tiền này vui không ông Chính? Vui, quá trời vui. Vui lắm ha? Dạ. Rồi dùng số tiền này ông làm cái gì? Có vườn ha. Hả? Bá làm vườn hơn. Không, cái số tiền này nè mình cho bà chính nằm nhà thương. Yeah. Hay là ông chính nằm? Bà nằm. Rồi bà nằm ha. Dạ, rồi đó. Rồi bà đi nằm nhà thương rồi bỏ ông chính ở nhà mình gì đó hả? Dạ. Yeah. Ông tự nấu ăn được không chính? Không. Rồi cũng sao? Như là người ta đem đồ vô cho ông ăn ha. Dạ. Yeah. Rồi một lần ăn rồi ông chính trả bao nhiêu tiền? 20. 20 ngàn ha. Rồi rồi ông chính có thể là đi vệ sinh rồi tắm rửa thì sao? Bỏ nước bỏ ra. Rồi lết cái đây nè. Lết dạ. Lết ra trước này ha. Dạ, không được. Rồi đi vệ sinh. Vệ sinh không có được. Vệ sinh không được hả? Rồi sao? Tế bô. À về tế bô ha. Ừ. Dạ. Cái da ông chính này nó bị níu da rồi. Ông chính là năm nay là bao nhiêu tuổi? 50 rồi. 80 hả? 50. 50 hả? Trời ơi, ông chính mới có 50 mà già gì đấy hả? Yeah. Ông vậy là lớn hơn con có 3 tuổi hả? Dạ. Yeah. Ông chính là 50 tuổi mà con tưởng nhìn như là 80, 70 mấy 80 tuổi vậy. Da kìa nè. Nhân chân kìa nè. Nhân chân. Da nhân chân à. Rồi. Lớn hơn ông chính đây anh kêu bằng anh chứ. 50 tuổi lớn hơn có 3 tuổi kêu anh chứ. Ổng gài tính đo số mấy đi sao? Dạ. Số mấy? Số tính điện cho con hả? Ờ. Hơi bà điện. Bà điện nó điện không được. Điện con chi? Biết ba. Nhớ con gì? Nhớ nữa hay con đến đây. Bà ông bà chính không có nhớ số thôi tụi con đâu. Đợi ông không có con lên hoài hả? Dạ. Ông bà Tư chứ lộn không bà Tư hả? Bà Tư. Ông bà Tư nó lộn. Bà Tư. Bà Tư thì bữa nay bà đi vậy là bà Tư nhiêu tuổi? Bà 62. Ơi bà Tư lớn hơn ông Tư tới 12 tuổi hả? 12 tuổi. Rồi. Vậy là ông bà Tư gặp nhau lúc lúc bao nhiêu tuổi? Lúc 21. Dạ.
31 rồi cô ta... Mà bà Tư là 42. 42. Rồi 42 là tôi năm đó tôi sao 31 lớn hơn 12 tuổi sao 30 hả? 42. 30 tuổi tôi làm gạn á. Bị bắt rồi chồng. Mà nó không có trộm, mà nó mà nó trộm. Cũng như mình không ăn trộm, nhưng mà ta nói mình ăn trộm ha. Mà bắt được qua lạc rồi có. Tôi đi hậu, mà thật là không có. Tôi giờ hậu lỗ, tôi hốt vô, do lao. Không có giờ lấy. Lại làm cả mà. Rồi bắt đầu lý cho nhà. Nhưng mà chính thấy tội nghiệp quá. Sống trong cái giống như một cái nhà mà nhỏ như cái phòng trọ gì nè, mà bít bầu hết trơn ha, nó không có miếng gió để lọt vô luôn, không có gió. Không có cái mà cửa sổ. Không có cửa sổ luôn. Cửa sổ thì nhà ta sát dấp nhà, đâu cửa sổ đâu. Thầy Quang cũng thay mặt cho ông bà Tư cảm ơn chị giấu tên bên Đài Loan rất là nhiều, chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài ạ. Quang cũng thay mặt cho ông bà Tư cảm ơn chị Trần Thị Tính bên Đài Loan rất là nhiều, chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài ạ. Vậy là chút xíu ông hay bà Chính về ha ông Chính. Để quay sơ cái ngôi nhà của ông bà Chính với ông bà Tư cho quý cô chú anh chị xem nha. Đó, thấy chưa, ông bà Tư thì bị tai biến hết rồi, không có sức khỏe đi lao động nha. Bà Tư thì đi bán vé số, một ngày kiếm được 50 vé nha. Đó. Bà Tư thì cũng bị tai biến, nhưng mà bà đi cũng không có được nha. Bà đi bằng xe lăn không à. Cái đầu thì gục, hôm trước Quang có quay đó. Rất là tội quý cô chú anh chị ơi. Ông Tư thì năm nay là 50 tuổi, bà Tư 62 nha. Lớn hơn 12 tuổi hay gì đó. Thôi thì Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha. Đó, thấy chưa? Chào quý cô chú anh chị và hẹn quý cô chú anh chị vào một cái clip tiếp theo ạ. Nếu quý cô chú anh chị có yêu mến kênh của Quang Phạm Cần Thơ thì hãy cho Quang một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ ạ. Thầy con chào ông Tư nha. Ông Tư giữ gìn sức khỏe nha ông Tư. Dạ, cảm ơn. Dạ.